Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần, được trời cho giàu sang phú quý nếu biết điều này. Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Kỷ Dậu luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung, độ lượng. Họ lúc nào cũng sẵn sàng trong niềm tin của mình cho những người khác. Và điều đó thì đôi khi khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua rất nhiều những nỗi buồn phiền, đau khổ, thì những gia chủ tuổi Kỷ Dậu luôn giàu lòng vị tha và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Và cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ người khác của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái tuổi Kỷ Dậu trong tháng 6 âm lịch này. Trong tháng 6 âm lịch này thì bản mệnh luôn được xuôi trèo mát mái và không gặp quá nhiều những chuyện xui xẻo, vận cát nhiều hơn vận hung. Vậy thì sự nghiệp của họ thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn ùn kéo đến về đầy nhà, tiền đến mỏi tay không hết quý vị ạ. Vậy thì trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần, vận trình của những người tuổi này như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết trong video ngày hôm nay. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 mệnh đại dịch thổ, có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên không tránh được những khó khăn bước đầu, song sau khi vượt qua được những điều đó thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ở phía trước, thành công ngày càng rực rỡ. Tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tĩnh, họ thích đi chơi và đến những chỗ náo nhiệt, cùng với làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình và làm lợi cho công việc cũng như là cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người thì đây chính là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì. Trong khi khó khăn ập tới, biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Con giáp này được quý nhân luôn ở bên nên là chẳng có điều gì có thể cản trở bước chân của bạn, dễ dàng giành được vị trí cao hơn. Tuy nhiên thành công rồi thì chúng ta cũng không nên tự cao tự đại, nếu không thì dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của những người tiểu nhân. Ở tuổi 53, người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực của bản thân, từ đó cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với mình. Dù ở tuổi này hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư và nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu vì hệ số rủi ro quá cao. Xét về thiên can, Kỷ âm thổ gặp đinh âm hỏa nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh, xuất tiết mất khí, cho nên là trong tháng này các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như là gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp của những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng này không đạt bước tiến đáng kể nào, chủ yếu là vì bản mệnh không chiếm được lợi thế cạnh tranh, lại thường xuyên vướng vào chuyện mâu thuẫn thị phi. Thậm chí là có người thường xuyên đứng ở vị thế đối lập với lãnh đạo nên khó có thể được cất nhắc. Gia chủ cần giữ trạng thái bình tĩnh khi mà đối diện với khó khăn trong cuộc sống, chớ nên nóng nảy, bất mãn và hành xử theo cảm xúc nhất thời, như vậy chỉ khiến cho bạn rắc nhiều rắc rối trong cuộc đời của mình. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Không có dấu hiệu phát triển tích cực trong lĩnh vực tài chính của những người tuổi Kỷ Dậu trong thời gian này. Bản mệnh không nên nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài, kẻo dễ rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Người làm đầu tư kinh doanh cũng chớ nên đưa ra những quyết định vội vàng trong năm nay, nếu không dễ rơi vào cảnh lỗ vốn. Nhiều người làm công ăn lương thì tháng này thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, chi nhiều hơn thu dẫn đến là hao hụt tài chính. Bạn cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí và tiêu pha quá đà, dẫn tới việc là chúng ta phải giật gấu vá vai. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ.
dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 6 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của gia chủ có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc của bạn có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tâm trạng của mình. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Và gia chủ cũng cần phải tránh những khu vực ẩm ướt hoặc là u ám để tránh gây ra những tai nạn hoặc là sự cố phát sinh bất ngờ. Ngoài ra, giữ tâm lý tích cực khi đối diện với khó khăn cũng chính là một trong những cách rất hiệu quả giúp bản mệnh duy trì sức khỏe tốt, tránh tình trạng đột quỵ, nguy hiểm tính mạng. Các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia đạo tình duyên tuổi Kỷ Dậu không lý tưởng trong tháng này. Người đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn với nửa kia cả về những việc trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Đôi bên cần phải tiết chế, không nên quá cứng đầu, cứng cổ, khăng khăng làm theo ý muốn cá nhân, khiến tình cảm đôi bên dần lạnh nhạt. Người sống độc thân hoặc là đơn thân cũng không nhận được nhiều sự chú ý của người khác. Và chính bản thân bạn cũng thường xuyên ở vào vị thế bị động, cho nên khó có thể tìm ra người phù hợp với mình. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Kỷ Dậu, trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 6 năm 2022, tức ngày 1 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Mão và có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 6 năm 2022, tức ngày 13 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Mão, có nạp âm thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 6 năm 2022, tức ngày 2 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Thìn, có nạp âm Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 6 năm 2022, tức ngày 14 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Thìn, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 6 năm 2022, tức ngày 26 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình mình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc cho gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi 1969 trong tháng 6 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị tuổi Dậu hãy áp dụng những kiến thức mà phong thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận trình của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng lần sau trên kênh.